Tôi từng có một trải nghiệm giống như vậy. Trong một lần chạy bộ vòng vòng quanh công viên, tới những cái vòng cuối rồi bắt đầu mệt và đuối sức. Và thế là trong lúc chạy tôi để ý thấy cái người của mình ráng rướn về phía trước để hoàn thành xong những cái mét cuối cùng. Trong lúc đấy có một cái người khác đi ngang qua tôi, nhìn qua và nói là em chạy em đừng có cúi những người xuống giống như vậy, em cũng nên thẳng cái lưng của mình lên để chạy, thì khi đó nó đúng cái tư thế hơn, nó đỡ bị chấn thương, và với lại như vậy mình sẽ có sức hơn, mình chạy thật ra nó khỏe hơn nhiều lắm á. Và nói cái câu lời khuyên nó xong thì cái anh đó lướt đi lên phía trước luôn, và tôi nhìn thấy một cái bóc dáng rất thể thao, thon gọn, săn chắc, chắc là một cái người chạy lâu năm lắm đây. Và đúng là chạy đúng cái tư thế mà cái anh đó vừa khuyên tôi. Và thế là tôi bắt đầu thay đổi tư thế, cũng thẳng lưng lên trở lại. Ok rồi, có thể chạy chậm lại nhưng phải chạy đúng tư thế nha. Và đúng là nó khỏe hơn thiệt. Cái thói quen thông thường của tôi là cúi người về phía trước, thì khi mệt thì nó ngã phía trước, mình nghĩ là đỡ mệt, nhưng thật ra là đúng thì nó mới đỡ mệt hơn. Và thế là tôi hoàn thành những cái mét cuối cùng trong cái vòng chạy đó giống theo cái lời khuyên đấy. Và sau cái việc giống như vậy thì tôi ngẫm nghĩ tới một cái vấn đề mà tôi rất là hay gặp phải ngày xưa, và đó là thứ mà cũng nghe rất nhiều những bạn trên kênh của mình, rồi những bạn học viên của mình gặp phải. Làm sao để em có thể vượt qua được cái đánh giá của người khác, những cái lời ra ý vào của người khác khiến cho mình bị hoang mang, khiến cho mình bị lo lắng và mình không dám làm bất cứ điều gì luôn. Mình muốn có một cái quyết định mới trong sự nghiệp của mình, cũng người này nói ý này, người kia nói ý kia, rốt cuộc mình không biết là mình nên làm như thế nào cho đúng. Thậm chí là việc mặc một cái áo mới cũng suy nghĩ không biết người ta nói ra, người ta nói vào như thế nào, hợp hay không hợp, thời trang hay không thời trang. Rất là nhiều những lo lắng, những suy nghĩ về người khác sẽ đánh giá và nghĩ gì về mình. Và làm sao vượt qua được chuyện đó đây ta? Và lời khuyên thông thường mà các bạn đó hay nghe đó là mặc kệ người khác nghĩ gì, chúng ta cứ làm việc của mình. Cũng không sai, nhưng mà nó là không luôn, zero luôn cũng hơi quá và không thực tế. Cũng phải nghe người khác nghĩ gì về mình chứ. Ví dụ như là trong công việc sếp nghĩ gì về mình cũng phải để ý chứ. Để mà sếp là người đánh giá mình mà, mình làm tốt hay không tốt mình cũng muốn lắng nghe để mà mình điều chỉnh, để mình được sự công nhận. Rồi mình làm một cái việc gì đấy, cái khách hàng nhất định, thì mình cũng phải nghe ý kiến của họ chứ. Mình phải để ý xem họ nghĩ gì về cái công việc của mình, cái thứ mà mình làm, mình cũng phải lắng nghe chứ. Thì nếu mà không phân biệt được là nên nghe cái gì hoặc là không nghe cái gì thì sau một hồi mình sẽ rối loạn hết. Một là ai mình cũng nghe, hai là không, tôi muốn làm gì thì tôi cứ làm như vậy đi. Thì đó mới chính là thứ khiến cho một người bị băn khoăn, bị overthinking trong đầu của mình và không dám làm bất cứ điều gì mới trong cuộc sống, thậm chí là cho sự nghiệp, công việc của mình hết. Cái trải nghiệm đó khiến cho tôi nhớ lại cái băn khoăn này, và tôi thấy là mình cũng vừa mới nhận được một cái lời khuyên, cái người khác nghĩ gì về mình đây. Họ nghĩ cái dáng của mình rất xấu, họ nghĩ cái dáng của mình rất là sai trong lúc tập, nó sẽ có hại đủ thứ hết trơn, và họ vừa mới đưa ra cho một lời khuyên nè. Và mình thấy cái lời khuyên nó rất là đáng nghe. Và mình nghe xong, mình có được kết quả và sự thay đổi nè. Và khi ngẫm nghĩ lại thì tôi thấy một cái bài học mà tôi tự rút ra cho bản thân của mình, đó là nếu cái ngày hôm đó mà tôi ngồi một chỗ nghĩ về chuyện chạy bộ, nghĩ về chuyện có nên bắt đầu chạy bộ hay không ta, xong rồi chạy bộ thì được cái này, không được cái kia, phải đúng tư thế như vậy mới được ta, chỉ nói về những lý thuyết, sách vở, rồi bàn và hỏi thêm với những cái bạn xung quanh, rồi chém gió với nhau, có khi hỏi họ là có nên chạy bộ không, chạy như thế nào là đúng ta, tao muốn chạy nhưng mà tao lo quá. Có khi mình hỏi đúng những người mà thậm chí chưa bao giờ chạy luôn. Thì cái lời ra ý vào giống như vậy khiến cho mình rất là rối. Nhưng mà khi mà tôi bắt đầu biết đủ rồi, cứ chạy đi đã, cứ bắt đầu đi đã, mình chạy đi rồi mà lướt qua thì họ có muốn nói này nói kia mình cũng đâu nghe được. Chỉ những người nào có kinh nghiệm thật sự, tốc độ hơn mình, giỏi hơn mình, và họ để ý và muốn góp ý giúp cho mình thì họ mới tiếp cận được và chia sẻ với mình những thứ đấy. Và đó là thứ chúng ta có thể cân nhắc để lắng nghe cái lời khuyên đấy. Nên đôi khi mình hãy bắt đầu một cái ý tưởng của mình, bắt đầu một cái mà mình muốn làm, bắt đầu một thứ mà mình đang rất là muốn đạt được. Và trong cái quá trình đấy thì mình sẽ hạn chế được rất nhiều những cái lời ra tiếng vào xì xầm của những người không đáng để mình lắng nghe, và nó ảnh hưởng tới tâm trí của mình. Và rồi mình cũng nên chọn lọc những lời khuyên, những cái lời chia sẻ, những lời đánh giá từ những cái người khác để giúp cho mình hoàn thiện hơn. Và ngày hôm nay có riêng ba cái nhóm đối tượng mà đối với riêng mình tôi sẽ lắng nghe, còn ngoài cái nhóm ba đối tượng này tôi sẽ không bao giờ lắng nghe. Đó là một, mentor; hai, partner; và ba là customer. Mentor là cái người giỏi hơn mình, đó có thể là sếp mình, đó có thể là một người anh, một người chị có kinh nghiệm hơn trong công việc của mình nếu mình muốn hỏi và lắng nghe ý kiến về một cái công việc nào đấy. Partner là những người làm chung với mình, không chỉ là đồng nghiệp đâu nha, mà là đang có một cái mục tiêu chung nào đó với nhau, đó là cùng phòng ban, cùng một cái project, một cái dự án nào đấy,
Thì khi có gắn chung một cái mục tiêu thì đạt được kết quả cao thì tất cả mọi người cũng được hưởng. Nếu có một cái việc gì đó thất bại thì ai cũng bị ảnh hưởng hết trơn á. Thì họ sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về cái vấn đề này. Và cái ý kiến thứ ba là đến từ customer, là cái người nhận cái kết quả đầu ra trong công việc của mình. Mình làm cái việc này để mang đến cho ai thì mình cũng phải muốn nghe cái đánh giá, cái suy nghĩ, cái feedback của họ về cái công việc của mình chứ. Khi mà mình rõ về ba cái nhóm đối tượng này rồi, mình sẽ không bị rơi vào một cái thông thường. Ngày xưa tôi cũng sẽ hay bị ảnh hưởng là mình sẽ hay hỏi những người mình cảm thấy thuận tiện nhất, để ý tới lời nói của những người sẵn đang ngồi kế bên mình, của những người nghĩ là họ sẽ quý mình, họ sẽ thương mình, họ lo cho mình. Họ nói cái đó chỉ để là họ lo cho mình thôi, nhưng mà họ không nằm trong ba nhóm này. Những ý kiến đó sẽ càng làm cho mình lung lay hơn mà thôi. Và tôi cũng nhớ lại luôn là một trong những cái quyết định rất là lớn của mình là chuyển hướng ngành nghề của mình cách đây 14-15 năm về trước. Và đó là lúc mà tôi đang học về IT, và có đó 4 năm học IT và ra trường cũng làm việc trong ngành nghề IT luôn rồi, về công nghệ thông tin. Và tôi học và trưởng thành từ học viện Awaken Your Power ở thời điểm đó, và sau đó là một cái cộng tác viên tới để phụ này thêm cái kia. Tôi thấy tôi rất là thích cái hướng đó, thấy mình có khả năng, thấy cũng có cơ hội để apply vào, nhưng tôi rất là băn khoăn không biết kinh nghiệm của mình sẽ như thế nào, rồi có được này được kia hay không. Và thế là tôi suy nghĩ và nhờ sự cố vấn của một người bạn của mình. Ở thời điểm đó tôi xem đó là mentor trong công việc và sự nghiệp của mình luôn. Bởi vì mặc dù là bằng tuổi tôi nhưng tôi thấy nó giỏi hơn tôi rất là nhiều. Nó học ở trường ngoại thương, là một cái người rất là năng động, sôi nổi. Từ trong lúc học đại học nó đã tham gia nhiều hoạt động, câu lạc bộ đội nhóm, tham gia những cuộc thi ở bên ngoài, tham gia và được ứng tuyển vào cái chương trình management trainee của P&G. Nên là khi vừa mới ra trường nó đã có công việc vào khoảng thời gian ngắn ra nó lên làm quản lý rồi. Đối với tôi đó là cái đứa mà nó có kinh nghiệm trong cái công việc và sự nghiệp hơn tôi rất là nhiều. Thế là tôi bắt đầu hỏi nó, chia sẻ những băn khoăn của mình, chia sẻ những mong muốn của mình. Và sau một hồi trò chuyện thêm thì nó thấy là tôi cũng rất là nghiêm túc và tôi cũng có khả năng. Và thế là nó cũng động viên là nếu vậy thì mày cứ làm đi, thì nếu mà thật sự cũng rất là phù hợp thì mày đậu, lúc đó tính tiếp. Còn có khi chắc gì đã đậu. Nhưng mà ở thời điểm này tao thấy có một cái lợi ích rất là lớn. Cái người mà mày tôn trọng và muốn học hỏi theo á cũng đang là CEO của công ty luôn. Nên nếu mày bước vào thời điểm này, ở thời điểm này công ty cũng chỉ mới start up một khoảng thời gian, ít nhân viên lắm, mày sẽ có nhiều cơ hội hơn để làm việc trực tiếp với người đứng đầu. Còn nếu mà sau này mày đã có nhiều kinh nghiệm hơn rồi, mày cũng tự tin hơn rồi, mày apply vào thì cũng được. Nhưng ở thời điểm đó có một cái yếu tố tao thấy là bất lợi nha. Sẽ không có được thứ ngày hôm nay là được làm việc trực tiếp với cái người đứng đầu của công ty luôn. Cái người đó sau này sẽ biến thành sếp lớn, sếp tổng. Mình bị vô mình làm việc với rất là nhiều những cấp bậc leader khác khi mà công ty đã mở rộng ra rồi. Thì đó là một thứ mà theo cái góc nhìn kinh nghiệm của tao thì tao thấy nó có cái lợi ích đấy. Thì chính cái lời khuyên đó, cái góc nhìn đó làm cho tôi có thêm cái sự tự tin và ngồi xuống viết CV, viết đơn tìm việc, thực sự apply vào trong học viện ở thời điểm đó. Rồi tôi cũng nói là mày góp ý với tao nha, chỉnh sửa lại giùm tao nha. Ok, rồi phỏng vấn thử luôn nha. Ủa rồi bước vô sao ta? Rồi mình bắt tay sao? Mấy cái đó nó tôi cũng phải hỏi nó luôn. Mình có nên đưa tay ra trước để bắt tay với người ta không? Rồi người ta đưa tay thì mình bắt hả? Bắt chỗ này hả? Bắt bao nhiêu đây thời gian hả? Ok. Đừng bắt hai tay nhìn nó khúm núm quá hả? Ok. Nó hỏi hết tất cả những cái nhỏ nhặt linh tinh đó rồi vô rồi lúc này lúc kia làm sao thì tất cả những kinh nghiệm phỏng vấn tôi cũng hỏi nó luôn. Và rồi tôi apply. Và rồi nếu như nhiều bạn có theo dõi trên kênh cũng sẽ biết là ở đậu đúng không? Và cách đây 14-15 năm về trước, bắt đầu từ học viên, cộng tác viên, sau đó là nhân viên chính thức, để ngày hôm nay là một cái partner cùng với người mentor ngày xưa của mình điều hành tất cả những hoạt động của học viện ngày hôm nay. Đó là một cái chặng hành trình rất dài trong sự nghiệp của mình tới thời điểm này. Và nếu ngày trước không có thêm những cái góc nhìn, những cái đánh giá, những cái suy nghĩ của cái người đấy, người bạn đó về bản thân của tôi, về những điểm mạnh, điểm yếu của tôi, về những cái mong muốn của tôi, về những cái thuận lợi và khó khăn tôi có thể có được hoặc gặp phải trong cái việc mà tôi muốn làm, thì có khi tôi cũng không đủ cái can đảm thực hiện cái việc chuyển đổi ngày hôm đó. Nên thông qua cái câu chuyện nho nhỏ mà tôi nhớ được thì nhớ tới cái băn khoăn này, thành ra muốn chia sẻ với mọi người thêm một cái câu chuyện để có mang một cái góc nhìn rõ hơn về một cái vấn đề mà ai cũng gặp, ai cũng trải qua hết. Và nó sẽ là một cái chướng ngại rất là lớn trong bất cứ cái khía cạnh nào trong cuộc sống của mình. Mình vẫn còn băn khoăn và lăn tăn về những đánh giá, suy nghĩ của người khác, và mình vẫn còn rối. Rốt cuộc mình không dám làm bất cứ thứ gì hết.
thì sau này nhìn lại sẽ là một điều rất rất là đáng tiếc. Nên đấy là cái góc nhìn của tôi thông qua câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người.